Mình chào tất cả anh em quay trở lại với channel của Hùng Barber Series nha. Hôm nay Hùng sẽ lên cho anh em một con video liên quan đến chủ đề cắt tẩy nhuộm quả đầu Shock Whip anh em nhé. Hôm nay người thực hiện trong video này đó chính là Mr. Tài Nhớt, chuyên gia màu tẩy cũng như là uốn nhuộm bên mình. Mình là người sẽ tường thuật video này cho anh em. Video này nó sẽ có rất nhiều cái hay, anh em để ý đến cuối video này nha. Trong cái quá trình mà tẩy nhuộm thì nó sẽ gồm 2-3 bước em nhé. Bước đầu tiên là sẽ vào thuốc lần đầu tiên. Bước số 2 là vào thuốc lần số 2 và bước số 3 là nhuộm màu. Đấy, nó sẽ chia ra làm 3 bước như vậy. Thì ở trong cái bước đầu tiên này chúng ta sẽ pha bột tẩy với lại oxy. Oxy cao với lại thấp tùy theo cái chất tóc mà khách hàng đưa đến cho chúng ta nhé anh em nhé. Nếu như mà chất tóc nguyên thủy giống như của bạn khách mẫu đang làm đây thì chúng ta có thể là đi oxy cao lên một chút, oxy 9 hoặc oxy 12 tùy anh em nhé. Ở trong cái sản phẩm bột tẩy này thì mình sẽ sử dụng bột tẩy là Mado. Bột tẩy siêu mạnh, siêu khỏe. Đã từ rất lâu rồi chưa lên cho anh em con video về tẩy nhuộm lần nào thì hôm nay sẵn tiện có mẫu thì làm cho anh em luôn, cho nó vào việc luôn. Đối với lại cái quả đầu kiểu như này thì chúng ta sẽ vào xung quanh, xong bắt đầu là chúng ta sẽ đi lên trên luôn. Xung quanh thì chúng ta sẽ vào cái theo cái hình phân khu chữ U ấy, bình thường chúng ta làm ấy, thì ở cái phần dưới chúng ta sẽ vào trước và cái phần trên đỉnh chúng ta sẽ vào sau. Trên đỉnh thì nếu còn chặt lại cái phần cắt tốp ấy thì chúng ta sẽ vào sau. Làm như thế thì tí nữa chúng ta kiểm soát cái phần tóc trên tốp nó rất là dễ, làm nó rất là nhanh. Còn nếu như mà làm như bình thường anh em trải liên thuyên mà không có quy trình rõ ràng thì nó sẽ lâu, nó mất thời gian. Còn anh em trải theo cái quy trình giống như bên mình hay làm thì nó sẽ dễ hơn, nó nhanh hơn. Chứ mà mỗi người một cái cách làm khác nhau. Đây là mình chia sẻ mang tính tham khảo đối với lại những anh em nào mà ham học hỏi. Còn những anh em nào mà đã giỏi rồi thì có thể là bỏ qua xem những video khác của mình ở trong cái list video trên kênh của mình nhé anh em nhé. Đó, Tài Nhớt rất là xảo tay. Một tay chải phải nói là một con bạc già trong làng chải thuốc nhuộm đấy anh em ạ. Thuốc tẩy thuốc nhuộm rất xảo tay, ok. Rất có năng khiếu. Tay chân cứ như kiểu một cái người nghệ sĩ người ta đang múa trên đầu khách ấy. Đây hoàn toàn bạn ấy đang là gọi là đi hoạt động nghệ thuật chính xác theo cái tên gọi là nghĩa đen của hoạt động nghệ thuật. Đấy, tay chân cứ như đi mua đang múa, làm nó phải như vậy, luôn luôn là nhập tâm vào trong những cái tác phẩm của mình. Đối với lại cái chất tóc mà chúng ta đã tẩy nhuộm rồi ấy, hoặc là đã nhuộm tóc, hoặc là đã uốn tóc ấy, thì chúng ta sẽ đi oxy nó nhẹ nhàng hơn một chút. Cái lượng bột tẩy nó cũng sẽ nhẹ hơn đi một tí. Còn đối với lại những cái chất tóc nguyên thủy như này thì mình cứ đi oxy cao lên một chút và cho nhiều bột tẩy lên một tí thì cái tốc độ lên tông nó sẽ nhanh hơn. Nó đảm bảo cái công đoạn của chúng ta làm ấy nó sẽ chuẩn hơn, chuẩn xác hơn. Đó. Thì sau khi mà chúng ta làm xong ấy thì nó sẽ còn chật lại cái phần trên tốp này. Khi mà chúng ta trải cái phần size xong ấy
thì nó sẽ còn chật lại phần tốp này, thì chúng ta cứ tách lớp mỏng ra và chúng ta làm, nó sẽ rất là nhanh. Trong cái quy trình làm này của Tài thì nó sẽ khác hơn so với lại những cái lần trước mình làm một chút. Đó chính là Tài sẽ không cần phải đi cho một lượt mỏng cái phần tóc trên tốp, mà Tài sẽ trải nhanh tay và làm từng tép một. Chung là cũng là một cái kiến thức hay và khá là đặc biệt. Còn bình thường bên tớ là làm sẽ trải đều một lượt mỏng ở trên tóc phần trên tốp ấy, xong bắt đầu chúng ta mới đi tách ra như thế này. Hy vọng Tài Nhớt, Mr. Tài Nhớt trong cái video tẩy tóc và nhuộm tóc này sẽ là một cái cơn gió lạ đến với lại anh em. Hy vọng là anh em sẽ không bị nhiễm phong hàn cũng như là không bị ốm gì sau khi xem cái video này. Ok. Đó, rất nhanh, rất dảo tay. Đúng một con bạc già luôn. Ngày hôm qua có một cái đầu Mr. Quang, Quang Cuốn, ghế đầu của tiệm tóc của mình ấy, là có làm một quả đầu tóc tẩy núi chân. Nhưng mà hôm qua thế nào mình lại hơi mệt và ốm đau một chút, cho nên là mình không quay cho anh em được. Chứ quả đầu hôm qua mà quả núi chân đấy, tẩy núi chân đấy mà quay cho anh em thì cũng có nhiều cái hay để chia sẻ cho anh em đấy. Bởi vì là cái mùa, vụ mùa của anh em ta nó sắp đến rồi. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến Tết rồi. Mà cái mùa Tết ấy thì là cái mùa gọi là anh em tẩy tóc nhiều nhất đấy. Thì đây là cái mùa mà gọi là chúng ta sẽ tập trung, chúng ta làm triển khai những cái cách làm nhanh, cách làm tinh gọn tối giản là tốt nhất. Nếu mà Tết mà chúng ta mà không biết cách làm nhanh, mà chúng ta không làm cho nó tinh gọn thì sẽ mất rất nhiều thời gian và cũng như là mất rất nhiều công sức. Khách khứa ngày Tết thì người ta sẽ không đợi được lâu giống như ngày bình thường được anh em ạ. Đấy, cái chất tóc này nó sợi, chất tóc của bạn nó sợi rất là to, phân bố nó cũng đồng đều. Tóc này khá là tốt. Đó, tóc nguyên thủy, chất lượng đấy. Đây là một quả đầu mẫu chất lượng. Tùy thuộc vào loại tóc, trước khi anh em làm bắt buộc anh em phải xác định được rõ cái chất liệu cái tóc của mẫu ấy. Chúng ta phải xác định được rõ ràng và tóc mẫu nó đang ở cái phạm trù như thế nào. Khi mà xác định được rõ ràng rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ cho một cái pháp đồ điều trị cho nó chuẩn. Giống như việc chúng ta đi bệnh viện ấy, chúng ta đi khám bệnh ấy, thì kiểu gì người ta cũng phải cho vào chụp X quang rồi thì xét nghiệm máu các thứ. Xét nghiệm như thế thì nó mới biết được là chúng ta đang ở tình trạng như thế nào. Tẩy tóc cũng thế, nó cùng chung một cái nguyên lý, nó là như vậy. Lấy ghế đứng lên em, cho nó dễ. Đó, trong cái trường hợp ví dụ như thế này thì chúng ta có thể là hoàn toàn chúng ta có thể lấy một cái ghế thấp, xong chúng ta kê lên, tránh trường hợp chúng ta để cho khách phải ngả cao đầu, phải ngả đầu về đằng sau. Tẩy một quả tóc mà mất 3-40 phút mà lại cứ bắt khách ngả thế thì cũng dễ hẹo lắm anh em nhỉ. Luôn. Nói chung là những cái nụ cười ngờ nghệch của bạn khách thì vẫn cứ đang nở trên môi anh em ạ. Chắc chỉ tầm lần tẩy thứ hai thôi. Lần tẩy thứ hai thôi là thay vào đó là cái ánh mắt thất thần ngay thôi anh em ạ. Hiện tại thì vẫn cứ là những cái nụ cười ngờ nghệch rất là vui tươi. Một lúc nữa thôi.
Hy vọng là một lúc nữa em vẫn giữ được bình tĩnh và vẫn giữ được cái nụ cười trên môi như thế này. Khóc luôn. Khóc thì cũng chả đến mức khóc đâu. Em tẩy mấy lần mà. Quan trọng là bộ tẩy Mado này nó là bộ tẩy chất lượng tốt, chất lượng là đẳng cấp. Khóc mẹ ơi. Tí nữa em cho anh xin cái cảm nhận của cái bột tẩy này của anh nhá. Phải nói là trên là tuyệt vời. Anh cho lên YouTube thì yên tâm gì đó. Quan trọng là anh làm nhiều rồi, với lại cả là nó phụ thuộc vào cái kỹ năng của thằng Tài Nhớt thôi. Kỹ năng thượng thừa. Chuyên gia nhộn tẩy luôn mà. Nhưng mà cái phần trên tốp này hình như cách chân hơi nhiều nha. Hai bên sai thì lại cách chân ít mà lại trên tốp lại cách nhiều nha. Cẩn thận nó tí nền lại không đều. Bắt đền thôi. Không, ở trên video thì nó cũng vẫn cứ như chia sẻ như bình thường thôi. Mình cũng chân thật mà. Có ý đồ cả đấy. Quan trọng là sự chân thật. Bởi vì khách hàng người ta tìm kiếm đến địa chỉ 185 Khương Trung cũng như là tìm đến cái shop của anh, nó dựa theo cái sự chân thành của anh. Chân thật. Mình làm cái gì nó cũng chân thật, chân thành thì người ta sẽ tìm đến thôi. Còn quay video một đằng mà xong bắt đầu đến tiệm làm ra tác phẩm một nẻo thì làm sao mà người ta quay trở lại, người ta thành khách quen được. Đó, gần đến những cái phát trải cuối cùng rồi. Anh em cùng xem nha. Đối với cái phần tóc ở xung quanh hai bên mai ấy thì nó thường thì phần tóc ở đấy nó rất là yếu. Nên chúng ta có thể là chúng ta sẽ vào cuối cùng được anh em nhé. Cái phần gáy ấy thì chúng ta nên vào luôn cùng với cái lúc mà vào chân tốp ấy thì sẽ hay hơn. Còn đây có thể là cái chiến thuật mới của huấn luyện viên Tài Nhớt. Còn chưa biết là anh ấy sẽ có cái chiến thuật gì. Hiện tại thì vẫn chưa thấy anh ấy trải đằng sau gáy. Tài Nhớt này là có họ với lại huấn luyện viên Philip Chu C à. Những con bài rất dị, không biết là kiểu gì. Gáy chưa thấy trải, mai chưa trải thì có vẻ hợp lý, gáy chưa trải thì hơi thấy lạ. Rồi, ok. Đấy, bước 1 đã xong. Tiếp theo bây giờ Tài Nhớt mới bắt đầu, Tài Nhớt trải về đằng sau gáy này. Đằng sau gáy này là em khách cắt ở đâu đây? Em cứ tác phẩm của anh Tài đấy em. À, tác phẩm của Tài luôn à? Tài cũng biết là đây là vẽ chống đồng lên đầu khách à? Hoa văn, đúng hoa văn chống đồng anh em ạ. Họ nói là những đường kẻ tuyệt vời, những đường cong mỹ miều luôn. Cái này là cầu vồng trong tuyết à? Giống như kiểu... Thì bột tẩy này nó màu trắng còn gì, cái đường kẻ kia nó là đấy, nó khác gì, cong như cầu vồng trong tuyết vậy, giống như huấn luyện viên Tạ Biên Cương đã nói, bình luận viên đấy, anh nói nhầm. Đó, cứ hoàn thành từ phần gáy xong rồi đến phần mai đấy là xong. Tí nữa mình sẽ quay cho anh em cái quá trình tẩy lần 2 nhá. Bước tẩy lần 2. Một lần 1 đến đây là ok rồi, xong. Rồi, đây là cái bước tiếp theo, bước số 2. Là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nền tóc khác. Chúng ta gạt bỏ hết cái thuốc ở cái nền tóc đầu tiên đi. Để chúng ta chuẩn bị vào thuốc lần số 2. Đây là một cái công đoạn cũng khá là quan trọng. Cái lúc mà ở trong cái công đoạn này thì chúng ta chỉ cần lưu ý, đó chính là chúng ta không được lấy cái răng chúng ta chải nhiều vào da đầu nhá. Đấy, cái lúc mà mình chải thì mình luôn luôn để tay giống như là bạn Tài Nhớt bạn đang làm đây.
lướt trên mặt nước. Là lướt trên cái da đầu của khách hàng thôi. Và tốt nhất là anh em là nên làm như vậy. Tránh tình trạng là chúng ta sẽ bị cái răng của cái lược ấy nó phạm vào da đầu nhiều quá là không tốt nhá. Nó rất là nguy hiểm. Bởi vì trong lần tẩy số 2 ấy thì chúng ta sẽ hầu như là chúng ta vào cũng sát sát chân đấy. Những cái điểm nào mà nó đen ấy, điểm nào mà nó còn bị đậm đậm màu ấy, đây, ví dụ như cái chỗ này, khu này nó đang bị hơi hơi thâm thâm màu. Cái phần ngọn cũng như là cái phần chân ấy nó hơi thâm thâm đấy. Thì tí nữa bắt buộc là những cái chỗ đấy thì chúng ta sẽ vào thuốc nó khá là sát chân. Thế nên là anh em tránh bị phạm vào da đầu, tránh ảnh hưởng. Còn em Giai thấy cái thuốc tẩy này thế nào? Đây là lần đầu tiên rồi. Chưa, mới lần một thôi em. Mới lần một thôi mà đã thấy thế nào? Nhẹ nhàng không? Nhẹ anh ạ. Ừ, ok, thế là ổn rồi, chuẩn rồi. Nhẹ nhàng là anh vẫn thấy em cười là đúng rồi. Rồi, bắt đầu vào lần số 2 nhé. Sau khi mà chúng ta gạt xong xuôi hết rồi ấy, bắt đầu là anh em sẽ vào lần số 2. Lần số 2 này thì mình sẽ sử dụng oxy thấp hơn một chút. Đó, liều lượng oxy thấp hơn một chút. Bởi vì là cái tóc nó đã giãn nở ra khá là nhiều rồi. Nó đã lên được cái tông như thế này rồi. Đây, tẩy một lần. Cái lần đầu tiên mình đi là 45 phút. Đó, nó đã lên được cái tông này. Lần số 2 thì mình sẽ đi oxy 6 thôi. Mình sẽ đi thời gian là nó nhanh hơn. Tầm 35 đến 40 phút thôi. Đó. Và việc đầu tiên mình cần làm đó chính là chúng ta sẽ đi xử lý những cái chỗ thâm trước. Cái nền của chúng ta nó phải đảm bảo được là các cái yếu tố sau. Đó chính là tóc nó không bị quá là nhũn, không bị mềm quá, không bị đứt gãy. Nền nó phải đều. Thì tí nữa chúng ta nhuộm một cái tác phẩm màu ấy, nó sẽ đẹp nhất anh em nhé. Đó, trong cái quá trình mà tẩy lần đầu tiên ấy, thì Tài đã hơi chủ quan những cái chỗ đây. Những cái chỗ mà bạn đã đang dặm trước đây là nó đã bị hơi sậm màu một chút. Thì bây giờ là cái việc của bạn ấy đó chính là bạn ấy sẽ đi vá vào những cái chỗ sậm màu ấy trước. Xong bắt đầu tí nữa cái chỗ nào mà màu nó cao hơn, nó sáng hơn ấy thì là bạn ấy sẽ vào thuốc sau. Đó, việc của bạn ấy cần làm đó chính là như vậy. Và vá vào những cái chỗ nào mà cái chân tóc ấy, mình cảm giác cái chân tóc mà lúc mình bôi ấy mà nó bị vẫn còn đen hoặc là nó vẫn còn đậm màu ấy, thì chúng ta sẽ đi vá vào thuốc vào những cái chỗ như vậy thì nó sẽ ok. Đó, quy trình nó chỉ đơn giản vậy thôi. Sau khi mà chúng ta vá xong thì chúng ta đợi một lúc, xong bắt đầu chúng ta sẽ vào tiếp cái phần tóc sáng là ok anh em nhé. Cái lúc chải anh em chú ý là cái phần mặt tiền này. Cái phần mặt tiền này rất là quan trọng. Lúc mà mình chải mình cần thực sự là quan tâm đến nhiều đến cái phần đây. Ví dụ hai cái hốc trán này, hốc trán bên này với hốc trán bên kia, cũng như là toàn bộ cái phần mặt tiền đằng trước này. Đó, chúng ta phải thực sự là lưu tâm đến cái vấn đề đấy. Bởi vì cái mặt tiền đấy là cái phần gọi là nó sẽ hứng chịu nhiều cái tác động của máy sấy là một này. Khi mà chúng ta xả tóc hoặc là chúng ta gội đầu ấy thì cái nước nó sẽ trực tiếp nó dội vào đấy. Lúc mà chúng ta nhuộm màu hoặc chúng ta tẩy ấy là phải cực kỳ là lưu tâm đến cái vấn đề mặt tiền nhé. Kể cả nhuộm màu bình thường cũng phải lưu tâm đến cái vấn đề mặt tiền. Mặt tiền có đẹp thì khách người ta mới xuống tiền cho chúng ta được nhé. Ok.
Tiếp theo mình sẽ sử dụng mã 011. 011 của AB anh em nhá. Vừa đấy là 811 thì 011. Đấy. Đấy, 011 thì mình sẽ đi tỷ lệ ít hơn 811. Nhiều phết đấy anh em nhá. Ít hơn nhiều đấy. Xong bắt đầu đến màu tiếp theo. 604 của Diamond và 775 của Morocco Iron Gold. Đấy. Màu của mình đủ các loại hãng, quan trọng là mình sẽ dựa theo cái số ở trên cái màu này nhé để mình chọn pha cho nó hợp lý. 604 này nó sẽ thiên về ánh màu hồng, thế nên là mình sẽ cho nó vừa phải thôi, kiểu nó giống như kiểu màu khói hồng ấy, mình cho vừa phải thôi. 775 là cái màu nâu, kiểu nâu trung tính nhưng mà nó lại nghiêng về ánh đỏ nhiều ấy, thế nên là cái màu này mình cũng cho vừa phải thôi. Đó. Và cuối cùng là 4.0 của hãng Chibat. Đó. Tỷ lệ các thứ thì anh em có thể là xem ở trong phần bình luận, mình sẽ để tỷ lệ ở đấy nhá. Ok. Đấy, màu nó sẽ như này. Ok chưa? 811 nhiều nhất, xong đến 011, xong đến 604 và 775, xong mới cuối cùng là đến 4.0. Ok. À quên mất đấy, có một điều nào vừa đấy không bảo với anh em là mình pha cái màu đấy, từng đấy tuyếp màu nó sẽ dựa theo cái tông nền này của bạn mẫu của mình đang làm nhá. Đây, cái tông nền của bạn mẫu thì nó sẽ đây, cái này nó hình ảnh thật đây. Nó rơi vào tầm tông 9, 9 rưỡi. Đó, trong camera thì nhìn nó sẽ hơi sáng một chút, còn ngoài đời thật ấy, thì nó không sáng nhiều bằng trong camera đâu. Nó tầm 9, 9 rưỡi thôi, chưa lên được 10. Ok, khuấy đều thuốc, việc của chúng ta là khuấy đều thuốc và cho lên thôi là xong. Khuấy đều thuốc, nếu như mà là anh em nào cẩn thận ấy, thì mình test trước. Mình test trước khi mà mình bôi lên toàn bộ đầu ấy, mình test một tép nhỏ trước. Ok, thì bây giờ mình bảo bạn Tài, bạn ấy sẽ test một tép trước để chúng ta xem, kiểm tra cái tép đấy, cái tép tóc ấy nó thiếu hoặc là thừa màu gì thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta triệt tiêu hoặc là bổ sung thêm nhá. Ok, lên hình. Đó, test xong rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ lên hình thôi. Test lên phát, cảm giác màu lên phát ok là chúng ta sẽ lên hình thôi. Thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ cần làm là mình cứ trải toàn bộ xung quanh đầu trước. Đây, Tài đang làm đây, không chưa một chỗ nào xung quanh trước. Xong bầu lên trên đi, lên trên vào chân trước đi. Ok, chúng ta sẽ vào chân trước. Toàn bộ đầu, phần mặt tiền, để ý phần mặt tiền nữa. Cái trà màu tẩy chúng ta cần phải này làm thật là nhanh tay, không một tí nữa nó sẽ bị làm sao. Chỗ thì loang, chỗ thì không loang. Trải ập một phát từ đằng sau về đằng trước, không cần phải trải đẹp. Cứ trải ập một phát thật là nhanh tay, xong bắt đầu tí mới trải lại thì nó sẽ đều hơn. Đây nhá anh em nhá. Đó. Sau khi mà mình vào xong tất cả, gần xong rồi. Cái đoạn vừa rồi thì nó như thế nào nhỉ? Bởi vì là cái màu nhuộm này ấy, nó màu tẩy ấy, khi mà mình đã có nền, mình đã có cái tông nền sẵn rồi ấy, mà mình làm nó không nhanh tay ấy, nó rất là nguy hiểm. Thế nên là vừa nãy mình đã tạm thời mình ngắt cái video đi và mình quay cho Tài một mình trải cùng với Tài một lúc. Đấy, anh em nó đồng cam cộng khổ, đói nghèo có nhau những lúc khó khăn. Thì chuẩn bị xong rồi, một lúc nữa thì anh em có thể là đoán được xem giúp mình xem là đây nó là cái màu gì nhá. Anh em nào đoán đúng là có thưởng. Còn tất cả anh em nếu mà quan tâm đến cái màu này thì mình sẽ để công thức ở dưới phần bình luận. Đấy, mình sẽ chia sẻ cho anh em công thức phần dưới phần bình luận. Đó. Ok. Giải thưởng của ai đoán đúng cái màu này là màu gì thì mình sẽ giải thưởng tặng cho mỗi anh em một nụ cười. Thả icon luôn. Thả icon xịn luôn. Tặng cho anh em mỗi người một nụ cười. Chia sẻ. Đến cái đoạn này thì mình cứ trải massage đều như Tài đang làm đây này. Tóc dài hoặc tóc ngắn thì mình cứ để lên trên tay ấy, xong bắt đầu mình trải ngang trải dọc ra thì như thế nó sẽ đều hơn.
Hoàng đang đi vệ sinh. Giống như những cái video mà trước mình đàm về uốn với lại ép sai thì đối với lại đầu tẩy mình vẫn có thể sử dụng được những cái sản phẩm của nhà Rubberdan. Đó chính là mình sẽ sử dụng con grooming tonic ở trong cái sản phẩm này, trong cái video này. Đó, mình chỉ cần một lượng vừa đủ mình cho vào lòng bàn tay ấy, xong bắt đầu mình sấy thì nó sẽ có cái độ nhám cũng như là nó bảo vệ tóc khỏi nhiệt độ và nó giúp cho cái tóc nó bồng bềnh hơn, tạo ra cái texture nhìn nó đẹp hơn anh em nhé. Đó, và đặc biệt là đối với những cái kiểu đầu mà kiểu texture mà bên Trung Quốc ấy, thì làm mấy kiểu này rất là ok, và kết hợp với lại con sáp mà Urban Premade Clay này nữa thì tuyệt vời, chấm hết luôn. Đối với lại tóc tẩy nó đã khô sẵn rồi, dùng con này thêm khô nữa. Bởi vì là cái những cái kiểu tóc mà đòi hỏi cái độ texture cao ấy thì chắc chắn là nó sẽ phải khô và phải tạo ra nhiều cái lọn, nhìn nó có cái hiệu ứng bay bổng thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, đúng không em? Đó, và đặc biệt là đối với những cái kiểu mà Hot Trend Ivy League phiên bản chung ấy thì nó lại càng cần đến cái texture nhiều nữa anh em nhé. Đó. Thì đây là cái lúc mà mình quay bằng máy ảnh thì nó lại ra cái màu kiểu như này. Còn cái đến cái đoạn cuối mình cho anh em xem cái kết quả ấy, lúc mà mình quay bằng điện thoại thì nó lại sẽ khác hoàn toàn nhé. Đó, đây, khi mà mình quay bằng điện thoại ấy, thì cái màu sắc nó sẽ giống với lại cái mắt thường của mình hơn. Mình không hiểu tại sao là cái máy ảnh nó lại ra cái màu kiểu vậy. Đây, cái màu thực tế chân thật nhất nó sẽ như thế này. Đó, bởi vì màu mục tiêu của mình nhuộm đó chính là cái màu nâu khói, à quên, nâu trà sữa trầm. Đó, nâu trà sữa trầm. Đó, thì nó sẽ ra màu kiểu như này anh em nhé. Còn đối với này, khi mà mình quay bằng cái máy ảnh thì nó sẽ ra cái nước màu nó sẽ khác hơn. Đó, còn đối với lại quay những cái tác phẩm mà uốn hoặc là ép sai thì đương nhiên là màu nó sẽ là ok nhất rồi. Nó không có ảnh hưởng gì cả, nhưng mà khi mà mình tẩy thì nó lại sẽ ảnh hưởng một chút xíu. Đó, video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều nha. Ok.